Xin chào tất cả các bạn. Thì để được học đại học tại Úc, nhiều học sinh Việt Nam phải mất rất là nhiều thời gian, công sức và tiền bạc tham gia vào các khóa học bắt buộc trước khi được nhận vào một trường học. Tuy nhiên, du học ở bậc trung học phổ thông tại Úc là con đường ngắn nhất để chuyển tiếp đến bất kỳ một cái trường đại học nào ở Úc mà bạn mong muốn có được bằng trung học được công nhận trên toàn thế giới. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cách xin một cái thư nhập học khi du học tại Úc ở bậc trung học phổ thông các bạn nhé. Thư mời nhập học cho bạn biết được bạn đã được nhận vào học tại một trường ở Úc. Ngoài ra, thư mời nhập học còn có một số mục đích khác như sau. Thứ nhất là bổ sung hồ sơ xin visa. Thư mời nhập học là điều kiện để có được giấy xác nhận nhập học, giấy tờ cần thiết để nộp hồ sơ xin visa. Cụ thể là sau khi bạn đã trả lời đồng ý với thư mời nhập học ấy, đóng tiền cọc thì phía trường sẽ gửi cho bạn một giấy xác nhận được nhập học, bao gồm các thông tin về khóa học của bạn như thời lượng, khóa học, học phí, khoản tiền bạn đã đóng. Bạn sẽ dùng giấy xác nhận nhập học này để bổ sung vào hồ sơ xin visa du học để chứng minh với lãnh sự quán là bạn đã nhập học tại trường bên Úc. Thứ hai là thư nhập học này có thể dùng để nộp hồ sơ xin học bổng của chính phủ Úc. Một số học bổng đòi hỏi ứng viên phải có thư mời nhập học của trường bên Úc. Nếu bạn không được nhận vào một trường nào đó, bạn cũng không được cho học bổng dù bạn có đáp ứng đủ các tiêu chí khác của các loại học bổng chính phủ. Để xin thư mời nhập học, bạn cần có bước thứ nhất là đăng ký khóa học. Có hai cách để các bạn đăng ký: liên hệ với trường bằng cách đăng ký online trên web của trường. Thứ hai là các bạn có thể làm thủ tục đăng ký khóa học trực tiếp với trường thông qua đại diện chính thức của trường tại Việt Nam. Bước thứ hai là nhận thư mời nhập học. Khi trường chấp nhận hồ sơ du học Úc của bạn, trường sẽ gửi thư mời nhập học cho bạn. Tiếp theo, bạn cần ký tên và gửi lại thư mời nhập học cho trường để xác nhận đăng ký. Bạn cần xem đó là thư mời nhập học có điều kiện hay thư mời nhập học không có điều kiện. Thư mời nhập học có điều kiện thông báo những điều kiện bạn cần đáp ứng để được nhận vào học. Trong trường hợp này, có thể hồ sơ của bạn bị thiếu một số tài liệu quan trọng như là bản điểm cuối kỳ, điểm thi tiếng Anh, bản photo, hộ chiếu hoặc tài liệu bạn nộp chưa đạt chuẩn của trường. Bạn buộc phải bổ sung hồ sơ và đáp ứng được cái điểm số do trường đề ra mới được nhận vào học. Còn thư mời nhập học không có điều kiện cho biết bạn đã được trường nhận vào khóa học mà không cần kèm theo bất kỳ một cái điều kiện nào hết. Điều này có nghĩa là hồ sơ của bạn đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà trường. Bước thứ ba là nhận thư xác nhận nhập học. Sau khi nhận tiền cọc và thư mời nhập học, trường sẽ gửi cho bạn một thư xác nhận nhập học, trong đó có ghi rõ ngày nhập học, học phí, các khoản phí và thời gian học. Mọi thông tin thắc mắc các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ bạn hoàn toàn miễn phí về cách thức làm sao để xin thư được nhập học của tất cả các trường trung học phổ thông tại Úc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.